Wow, một cái câu hỏi mà em rất hay thường gặp đó là anh em hay bảo cái màn hình của anh xịn lắm, màn hình của anh nhiều tính năng lắm mà anh không cần phải thay màn hình đâu. Đây này. Đây là gặp một anh ấy, chủ anh ấy lại mua ngay một cái màn hình ở trên mạng về đây này. Đây cái màn hình Vinca này, thật ra là cũng người ta cũng đã thay qua rồi. Đấy, và để lắp lên chiếc xe i10. Nhưng mà anh em có thể thấy là cái dòng đời này là cái dòng của hai din của Toyota nhé, thì chỉ lắp được cho dòng Toyota thôi, và cái đầu này người ta đã thay ra rồi, là cái đầu này nó chỉ để không có tính năng gì nhiều. Với hồi như hồi xưa thì có nghe đĩa, bây giờ anh em đâu có nghe đĩa đúng không ạ? Thứ hai là nghe USB và nghe bằng thẻ SD. Thì bây giờ cái này thật như là ra là bây giờ không không ai còn dùng cái này nữa rồi. Đấy, còn lại thì cái màn hình nguyên bản của chiếc xe i10 này đó là màn hình CD. Đấy, thì thật ra cái màn hình CD thì gần như là không có tính năng gì. Đấy, nó chỉ có nghe FM này, đây FM AM này, và chắc sẽ có cả USB thì cắm ở trên xe đấy. Thì đấy, mỗi nguyên bản nó chỉ có như thế này thôi. Thì anh em bảo cái tính năng gì, có tính năng gì. Đường xá thì bây giờ thì rất là đông đúc, và thứ hai là anh em mà ra ngoại tỉnh ấy, rất dễ một cái trường hợp đó là gặp phải cái gì hãm bắn tốc độ đấy, anh em không để ý được hết các cung đường, thì anh em lên ngay cho mình một chiếc màn hình Android. Đây các bác có thể thấy đấy ạ. Đây em đang lắp cho cái chiếc màn hình chiếc xe i10, đó là cái thương hiệu của màn hình của WebVision, đó là mã WebVision X6. Đấy, trên chiếc màn hình này thì lắp cho chiếc xe sẽ là màn hình 9 inch như này, màn hình to và đẹp như này. Đấy, cái độ sắc nét nó sẽ rất là cao, và đồng thời nó sẽ hỗ trợ có cả cam hành trình và cam lùi cho anh em. Đấy, anh em khi mà lùi anh em nhìn thấy cái vật cản phía sau, có cam hành trình cái hình phía trước để anh em có thể di chuyển trên mọi cung đường, là anh em có thể đảm bảo cho mình là những cung đường nó an toàn hơn. Và thứ hai là con này nó sẽ giải quyết cho anh em cái những cái vấn đề như cảnh báo tốc độ, cảnh báo giao thông. Ở trong này nó có thể có những cái phần mềm cảnh báo tốc độ cho anh em rồi, và anh em khi lắp cái bộ màn hình này vào ấy, thì anh em đi xa đi đường thoải mái và hệ thống giải trí nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Bàn được lắp vào cái vị trí zin của chiếc xe này, tháo bỏ những cái hệ thống màn zin ra và thay vào đó là một hệ thống màn hình Android to hơn, đẹp hơn và chế cho chiếc xe thẩm mỹ hơn. Mà cái bộ màn hình này thì cái chi phí nó rất là hợp lý, anh em chỉ cần bỏ ra hơn 4 triệu là anh em đã sở hữu ngay cái bộ màn hình này rồi. Còn lắp đặt ở đâu ạ? Khi mà anh em lắp đặt màn hình em nhớ ngay đến Acala Thái Nguyên anh em nhé.